bên trong shop Hồng Loan, anh Hải tiếp cô khán giả ở Lâm Đồng mua hàng, mua rất nhiều hàng ủng hộ chị Hồng Loan quý vị. Cô ở chị bên Lâm Đồng nó lộn, chị bên Lâm Đồng tới mua hàng rất tới mua rất nhiều đồ cho chị Hồng Loan quý vị, một thùng luôn á, tới mua một đống luôn á. Chị ở bên Lâm Đồng chợ xuống tới mua hàng mua hàng. Chị ở Lâm Đồng á, biển số Lâm Đồng tới mua đến mua hè đồ đến ủng hộ chị Hồng Loan rất nhiều đồ nha chị. Ân Hải tiếp nha, trong shop Hồng Loan Ân Hải tiếp chị ở Lâm Đồng xuống mua rất nhiều đồ cho người thân, đến shop Hồng Loan mua rất nhiều đồ cho người thân khán giả nha. Mua một khùng luôn á, thấy không? Chị ở Lâm Đồng tới shop Hồng Loan mua rất nhiều đồ cho người thân, đến shop Hồng Loan mua rất nhiều đồ cho người thân của chị đó quý vị, đó, một khùng luôn á. Nhớ bấm theo cho em một cơn, cho em một like nha, cho cơn khiến em một like. Nhớ chị mua một thùng luôn đó, bán shop Hồng Loan mua một thùng hàng cho người thân luôn đó. Quay cho quý vị khán giả coi. Chị ở Lâm Đồng xuống mua, họ mua rất nhiều hàng luôn á. Anh Hải chồng chị Loan mua tiếp vị khách, chị khách này mua rất nhiều hàng nha. Nó lộn. Chị ở Bình Thạnh. Không phải chị ở Lâm Đồng, chị ở Bình Thạnh quý vị. Chị ở Bình Thạnh mua cái mua hàng. Có dây cột không chị? Chú Trắng ra phụ. Nghĩa em ăn keo cột á chú Trắng. Hỏi ớt. Đó, chị ở Bình Thạnh mua. Chị ở Bình Thạnh mua cái mua hàng quý vị. Chị ở Bình Thạnh không phải ở Lâm Đồng, xin lỗi quý vị nha. Chị ở Bình Thạnh tới mua hàng. Chú Trắng đang phụ chị cột đồ. Chị ở Bình Thạnh mua tới mua hàng.